Xin chào các quý chú bác mình, tất cả các bạn bè đam mê câu cá nha. Anh em ở miền Bắc Trung Nam. Thì hôm nay là ngày 9 tháng 8 hả? Tháng 9 gì đó. Thì em xin phép lên một video bao gồm 19 mã hàng như thế này. Đó, hôm nay em soạn được một mớ hàng combo rất là rẻ nha. Đó, vài trăm ngàn anh em tha hồ câu sông, câu biển, câu nút mặn, cá gì vài ba ký gì anh em combo tư hết nha. Đó, thì em soạn như thế này. Cứ bộ của mini ra số của mini này toàn là thu gọn 40 cm đổ lại không nha, anh em bỏ cúp xe là vừa chát luôn. Hoặc là combo cần dài dài bên đây nè, có những combo anh em câu tôm, câu bè, cá tráp, cá hanh, nhưng mà có những combo anh em câu cá lớn nè, cá vài ba ký, 5-7 ký, cá tra, cá sông gì đó, cá dứa, cá bông lau, anh em câu được vô tư hết nha. Rồi mấy combo bên đây đó, còn mấy cây đây là cần carbon, cần carbon đây là carbon giá rẻ nha. Đó, tất cả hàng em bán ở đây đều là hàng Nhật hết, đều là hàng Nhật đó, đã qua sử dụng và nhập về Việt Nam mình bán. Thì cũng hàng Nhật thì cũng có hàng rẻ tiền, cũng có hàng mắc tiền, nhưng mà hàng rẻ tiền nó thì anh em đảm bảo lúc nào nó cũng sẽ tốt hơn những hàng China tập hợp rất là nhiều nha. Rồi sẵn em cũng lưu, anh em cũng lưu ý thêm cho em trước nha, tất cả hàng này của em bán đều là hàng cũ, hàng đã qua sử dụng, qua rất là nhiều đời người sử dụng rồi, nên không thể tránh khỏi cái hàng của mình bị chảy xước, hư hao, thay thế hoặc là hao hụt ngọn thế ha. Thì anh em nào mà muốn chơi cái hàng bãi thì nếu mà chăm trước những cái đó thì anh em phải mua nha. Còn anh em nào mà có cái thị yếu mà đòi cái hàng đẹp, hàng mới quá thì anh em nên mua hàng mới về mình sử dụng, tránh tình trạng mình chốt đơn rồi hàng ship đi vận chuyển rồi thì tới anh em lại nói hàng này nọ chạy xước thì nọ đó ha. Thì không nhận hàng thì tội nghiệp cho người bán lắm, cái công ngồi đóng hàng nó lâu lắm, lời không có bao nhiêu hết, thì quý anh em thông cảm lưu ý dùm em nha. Đó, thì đặc biệt là anh em trước giờ chưa chơi hàng bãi đó, đó thì mình nên mượn một bộ cần câu của ai đó mình chơi trước đi. Đó, hoặc là mình đến một cái tiệm nào đó ở gần cái địa phương của mình đến đó mình xem trực tiếp trước đi, chứ đừng tránh đặt online nha. Đặt online về là tới thì thiệt thòi, tội nghiệp lắm. Nó cũng sơ sơ như vậy thôi, thì anh em lưu ý giùm em ha. Còn trả lời vấn đề thì chốt đơn thì quý anh em mình vui lòng chốt đơn qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919192035, em tên Nghiệp nha. Em không chốt đơn trên bình luận YouTube thì mong quý anh em thông cảm với giùm em, chỉ chốt đơn Zalo số điện thoại thôi. Còn về cái phí ship á, thì mặc định là anh em mua một combo có như là một mã hàng á là 30.000 trên một sản phẩm, hàng ship tận tay anh em mình kiểm tra ok, hàng không lỗi, không có lầm gì hết, giống như cam kết người bán họ cung cấp ban đầu, anh em thanh toán cho shipper là xong, không mất thêm một khoản phí nào hết, 30.000 thôi ship tận tay. Trường hợp bây giờ là anh em mua hai đơn trở lên nha, trong cái video này thôi nha, là anh em mua hai đơn trở lên có nghĩa là hai combo, combo một cần một máy hoặc là có chung là hai mã sản phẩm trở lên, anh em sẽ được bao ship nha. Đó, một bộ chỉ 300.000 một bộ thôi, 300, 350, 400 một bộ ha, mấy bộ bên đây thì 400, 500 một bộ thôi, nó không có mắc, vài trăm thôi và anh chỉ lợi có vài chục ngàn chống thôi. Thì em anh em mua hai đơn trở lên thì em sẽ hỗ trợ cái phần phí ship cho mình 30.000 đó, thì anh em thông cảm giúp em ha. Rồi không mất thời gian nhiều của cái này mình luôn, em trả lại vấn đề là em sẽ đi vô chi tiết từng sản phẩm nha. Đó, anh em có đăng ký kênh thì để đăng ký ủng hộ giúp em, còn anh em mà đã đăng ký rồi thì bấm chuông, bấm like theo dõi để không bỏ lỡ những video ship của em nha. Đó, video hôm trước em lên hàng rẻ nè, chưa đầy thì sáng tới chiều bán sạch không còn mã nào hết, thì anh em hỏi thêm quá. Thì hôm nay là trước giờ cái kênh của em á, đa số em bán toàn là hàng tuyển không à, hàng tuyển, hàng carbon không à, là phải vài trăm đổ lên, 700, 600, 700 một món đổ lên, cho đến vài triệu, chục triệu đổ lên không à, mít bán mấy hàng rẻ là lắm. Thì em bây giờ em tuyển một tuyển mấy cái hàng sót của em nè, mấy hàng đẹp đẹp lưa lên cho anh em mình chơi ha. Thường thường mấy hàng này là em gom em giao lô một bó, dù cần rút mini bao 100 cây 200 cây này em giao một cái một cho rồi, mấy máy với mấy cần này cũng vậy, 100-200 cây gì đó, anh em thấy mấy video em hay đăng mà giao lô đó, mấy này toàn em bó vô em giao lô không mà em đâu có ngồi bán lẻ ăn chi mà cho nó mệt mỏi gì đây, bó hết về cho những anh em mà ở vùng sâu vùng xa hoặc anh em nào ấy thôi, về phải bán lẻ lại nó cho nhu cầu đi, về hàng này rẻ tiền vài trăm ngàn một món thôi, không có mắc. Thì em chủ yếu bán mấy hàng tầm trung đổ lên. Rồi không mất thời gian nhiều nha, cái cần đầu tiên gửi đến em mình cái cần ba khúc, cái này hàng carbon nha, carbon sáng phơi bông này anh em thấy không, hơi tối là để mở đèn lên cái nó sáng lên rồi đó. Đó, cái cần đầu tiên gửi đến em mình cái cần ba khúc nha, cái này carbon sáng phơi bông nè, khoen xích nè, xích lower nè, cái này hàng cũng đai qua ba khúc nha quý anh em chú bác mình, bắt máy nè, bắt máy bằng Fuji xịn luôn nha, bắt máy xịn sò luôn. Đó, cái này hàng made in Thái Lan nha quý anh em, dài 3m6, độ cứng nó không có ghi, thì cây này nó cứng tầm khoảng 30-50 nha, của cần lăng C, cây này hàng của hãng Daiwa 3m6 nè, Senri Kuran gì nè, 3m6 khoan xích nha. Đó,
Thì em sẽ quay sơ cho anh em mình cái cần ngoại hình còn rất là đẹp, 3 khúc 36. Còn cái cụ thể chi tiết em sẽ quay từng cái đây ha. Tổng thể là cần mình đẹp nè, có sờn nước sơn nhỏ bên ngoài vài chỗ. Thứ nhất là cái cây này của mình 3m6 và nó bị hụt tầm khoảng chắc khoảng 20. Không, 20 là một gang của em, thì ở đây nó tầm khoảng 15. Nó hụt tầm khoảng 15 cm nha anh em, có thể là gãy hoặc là cái người Nhật hoa hạ, em nghĩ cái này là hoa hạ nha. Cái người Nhật của đồng là hoa hạ để cái cần mình nó cứng hơn, cái ngọn mình không có quặm hơn đó. Nè nè không? Những cái khoen họ làm thủ công nè, họ sơn kim tuyến giùm lum chân nè. Em nghĩ cái này là không phải gãy mà do cái người chơi trước họ hạ nha, đây nè. Đó. Không? Cái đầu ngọn họ sơn lam nhâm lam nhâm lam nhâm quấn cẩn kim tuyến trên đây nè. Đó. Rất là màu mè quá lá hè, còn cần rất là đẹp. 3m6 thì nó gãy tầm khoảng 15 xăng thì nó còn khoảng 3m45 nha. Thì trong khoảng đó thì em đối với em, khoen là khoen xích nha, xích lower nha, cái bộ khoen này đủ tiền nè. Một khoen đầu bu xích chống sáng là một khoen, hai khoen, ba khoen, bốn khoen, năm khoen, sáu khoen, bảy khoen, tám khoen, chín khoen, 10 khoen, 11 khoen, 12, 13, 14, 15, 16. Thì cây này ở 16 khoen, thì cây này nếu mà về anh em dựng lại cần lua thì anh em tách ra anh em được hai bộ cần lua. Đó. Là hai bộ cần lua, một bộ cần lua khoen xích này bây giờ thì nó tầm khoảng 600 700 là hàng rẻ nha. Còn mà xích hiện chính hãng của Fuji này nó tầm khoảng 800 900 một bộ khoen xích lận. Còn anh em mua xích đa số bây giờ cần dựng là xích Thái Lan không thôi. Đó. Anh em lưu ý giùm em ha. Fuji sản xuất tại Thái Lan á. Còn xích mà chính hãng như thế này thì không mắc lắm, nó mắc hơn Thái Lan nhiều. Đó, hiện tại nó còn 16 khoen như thế này, phải hạ ngọn nha. Và đầu bu hiện tại của nó thì nó cái ngọn của nó hiện tại để em đo thước á. Ngọn hiện tại của nó là 3 ly nha quý anh chú bác mình. Đó, 3 khúc 36 cần đẹp, cây này mã số 1 nha, em bán giá 800 thôi. Giá thu tiền bộ khoen nữa nha. Đó, mã số 1 800. Rồi cây số 2 em gửi đến em mình một cây NFT nha, cây NFT này cắm gốc. Đây, cây NFT nè, NFT phôi xanh nha. Cái cây này cắm gốc có nghĩa là nè. Cái phôi này thì em nghĩ là nó không phải cây này phải là nguyên zin, không phải là cần cắm gốc đâu nha anh em. Có thể nguyên zin nó là cây 2 khúc 3 mét gì đó. Ha, có thể nguyên zin là 2 khúc 3 mét nhưng mà nó độ nè, anh em thấy không? Cái khúc lóc này vẫn là lóng zin của nó nè. Khúc lóng này nó cắm vô đây nè. Nó cùng chung là nó làm hoàn hảo hết nha anh em, vẫn là ngọn carbon nè, khoen khoen Fuji này ha. 1m95 và cây này cứng tầm khoảng 80 đến 100 nha, nó làm độ thành cắm gốc. Nào, anh em thấy nó độ thành cắm gốc, em có thử rồi nha, cắm rất là ok nha, phôi dày mo luôn. Rất là cứng. Đó, cây này dài hiện tại của nó 1m95. Đó, nó cứng tầm khoảng 80 đến 100 có thể hơn nha. Nè anh em thấy cái khúc nó tháp vô không? Nó rất là chắc chắn nha, không bao giờ gãy nó chỗ này đâu. Cái này anh em cắm vô rất là ok. Ngọn nè. Đó, đây là cây Fuji. Và ngọn hiện tại của nó thì của nó hiện tại ngọn của nó là 2 ly rưỡi, 2 ly 6. Rồi cây này mã số 2 em bán giá 500 nha anh em. NFT phôi xanh, mã số 2 giá 500. Tiếp theo lên cho anh em mình một cái cần số 3. Đó, đây là một cái cần Hodelock nè. Thì cây này nó có một cái điểm trừ chỗ này là bắt máy nó bị nứt nè, anh em nhìn lưu ý giùm em nha. Cái gá máy dưới này nè. Đó, nó bị nứt nè. Cái này về anh em xử lý gia cố lại ha. Hoặc là anh em có cái bắt kẹp khác anh em cưa bỏ này luôn. Nên anh em lấy cái bắt kẹp á, bắt gài giống như mấy cái này nè, giống như bắt gài. Giống như mấy bó bắt gài á, bắt kẹp á, anh em thay vô. Hoặc là anh em về anh em lấy cái một cái dòng dây kim loại hoặc là quay dây đó nó quấn kiện ở chỗ này, anh em câu. Cái nó mới nứt nhẹ thôi nè. Lưu ý giùm em ha. Lóc cái này khoan xích này dài 2,5 m nè. Khoan xích lá nha anh em chú bác. Đó, cây này hàng made in Korea, sản xuất Korea, xuất Nhật 2,5 m nha. Cây này cứng tầm khoảng cũng 30 50 nha. Tất cả đều khoan xích lá hết nè. Đầu bu nè, khoan xích rồi nè. Thì giá em bán cũng chắc cũng chỉ bằng cái bộ khoan này thôi nha quý anh em. Giá bán bằng bộ khoen này thôi. Cái khoen đầu bu này nó có cái khoen điều ba này nó muốn rớt ra, nó khô kia nó muốn rớt ra để mai xử lý dán keo lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 cái khoen xích lá nha anh em. Nè, mấy cái chân khoen anh em thấy nó quấn nó đi nó quét kim tuyến lại nè. Cái này là người trước họ sử dụng, họ thủ công nè, họ quét bắt kim tuyến mờ mờ ảo ảo lên nè. Đó. Cây này là ngọn tháp như quý anh em chú bác mình. Đó, dài 2 mét, 2,5 m nha. Hàng carbon.
Đó, cây này mã số 2, mã số 3 bán giá 500 nha anh em. Giá 500 thì cũng chưa bằng cái bột xích lá này nữa. Quý anh em lưu ý giùm em nha. Giá bán như vậy và hàng mình chi tiết em đã báo rồi, có những cái lỗi như thế đó. Mã số 3 giá 500. Tiếp theo lên anh em mấy cái mã số 4 nha. Cây này hàng carbon. Cây này màu hình đẹp nè, đẹp mới nè. Nó bắt máy Fuji tâm vàng hàng Olympic nè. 36 cứng 80 36 nha, bán special, bán đặc biệt. Cây này cũng vậy, cây này nó gãy ngọn tầm 10 xăng, nó còn khoảng 3 mét rưỡi như nè. Nè, nó gãy ngọn và nó hạ bu xuống như nè. Hàng phèn này phèn Fuji 36 cứng 80 nha. Ngoài hình rất là đẹp. Rồi, cây này mặt số 4 nha, bán giá 600 như quý anh chú bác mình. Mặt số 4 giá 600 và cái ngọn hiện tại của cây này thì để em đo. Cái ngọn hiện tại của nó là 2 ly 8 gần 3 ly. Cây này mặt số 4 bán giá 600 nha. Số 4 giá 600. Rồi, chuyển qua combo rẻ nha anh em. Chuyển qua combo siêu rẻ nha. Đó, anh em mà nhanh tay còn, nhanh tay còn, chậm còn, nhanh tay không còn nha. Thì những cái hàng này nó không có số lượng có nhiều đâu. Rồi, cái cần đầu tiên, combo đầu tiên em gửi đến với anh em mình là combo cái cần đây. Đó, ngoại hình cần thì phải nói nha. Cần thì em lựa toàn cần đẹp không à. Nên em khỏi quan tâm về ngoại hình nha. Bắt quá thì nó có chạy xước nhẹ thôi. Tổng thể là chung là đẹp. Nó khoen rồi hoàn thiện hết, không lỗi khoen nha. Dài 1m65. Cây này dài 1m65 nè. Còn cái máy này là cái máy hàng của Zester Spin như nè. Cây con máy này hàng của Korea nha em. Sản xuất Korea và xuất Nhật nha. Full carbon. Thân cối tay quay carbon hết. Đó, con máy này size nó tầm khoảng 3,5-4 ngàn. Nó đi với cái cần này nha. Đó, rất là mượt mà, đổ tay trái phải được hết. Đó, cước số 3 được 220m, cước số 4 165m nha. Con này mô pin sống. Rồi, combo này mã số 5 giá cũng 300 nha. Combo mã số 5, 300. Tiếp theo, combo số 6. Đó, cũng cần cũng vậy nè. Nó cũng là cần rút mini, for thì khỏi phải nói, đẹp lắm, 1,65 luôn. Tất cả hàng khoen, bao lỗi lầm hết. Đó, con máy này là con máy hàng của thằng gì đây? Hàng của thằng gì đây trời? Hàng Olympic nha anh em, con máy này hàng Olympic. Đó, cối là cối kim loại nè, thân carbon nè, con máy này size tầm khoảng 1,000-1,500, chắc tầm 1,000 nha anh em. Đó. Mua bên sống nè. Đó, ta trái phải là luôn ha. Đó, máy 1,000. Đó, máy rất là mượt, đổ tay trái phải nha. Đó, combo này cũng vậy 300 luôn, mã số 6 nha, giá cũng 300. Rồi tiếp theo, một combo này là combo cái cần màu xanh lè lẹt luôn nha, màu xanh đột chuối. Cái màu chìm nhiễm à. Đó, cũng khoen cái này khoen sứ nha. Sứ đá xanh. Hợp chứ cần luôn. Đó, cây này hàng Made in China nha anh em, dạc máy 65 nè, Made in China, sản xuất China, xuất Nhật nha. Đó, Happy Colorful. Đây, phôi đẹp lắm á. Nè, phôi mới chát à, một màu xanh đột chuối dạ quang nha, cái màu chìm ngấm luôn. Máy 65. Đó, con máy đi kèm của nó, con này con hàng Ruby nha anh em. Ruby con này size nó có 2,000. À, có carbon thân kim loại nha. Đổ tay trái phải được hết, mà hàng này con máy này máy Made in Japan nha anh em, nội địa Nhật. Mô pin sống, đổi tay trái phải được luôn. Đó, rồi, con máy này combo này mã số 7 giá cũng 300 luôn nha. Combo số 7 cũng 300.000 luôn. Tiếp theo lên cho quý anh em là combo số 8 nha anh em. Một số 8, đây là một cái cần cũng vậy, cũng cần rút mini nè. Đó, chất liệu cũng là phíp luôn nha anh em. Nói chung là từ đây đổ về sau nó hàng từ bắt đầu từ hàng rút mini đổ về đây tất cả đều là phíp hết nha. Chỉ có 4 cái đầu tiên hàng carbon thôi. Đó. Nè, ngoại hình rất là đẹp, máy 65 luôn. Em tuyển nên cần phôi đẹp đẹp không à. Đó, con máy này con máy Daiwa Gigan nha anh em, con này hàng của thằng Thái Lan. Daiwa Gigan X size 2,000 nè. Thân carbon, có là có kim loại. Máy ngoại hình đẹp nha. Size 2,000. Cước thông số cước đây, cước số 2 vô đường 150m, cước số 3 vô 100m nha. Máy rất còn lành, đổ tay cho phải được hết. Mô pin sống, không lỗi lầm gì luôn. Đó, combo này combo số 8 giá 350 nha anh em. Combo số 8 350.000 cho combo số 8. Tiếp tục, combo tiếp theo cũng vậy là cũng cần rút của 1,65 luôn nha.
Mô hình này rất là đẹp nè. Đó, khoan kim loại gold. Đây, phôi thì rất là đẹp. Đây, con máy này là con máy Ryobi CX22 nha, CX2 dòng Super Custom Ratio 134. Đó, con máy size cũng tầm khoảng 2000. Cũng là máy made in Japan nội địa Nhật nha. Đây, cũng là mô bin sống. Bao lỗi lầm nha. Đó. Độ to trái phải, máy mô bin 6, máy 2000, combo này cũng dạy 300 luôn. Combo này combo số 9 giá cũng 300 luôn nha. Combo số 9 300.000. Rồi, tiếp theo combo tiếp theo em gửi đến em mình cần cũng vậy, cũng là cần rút mini. Nè, cũng là fan kim loại luôn nha. Đó, cũng 1m65 luôn. Rất là ngon lành cành đào. Máy đó, con máy này hàng của Ryobi RX01 nha. Con này cũng vậy, size nó tầm khoảng 2000 2500. Gatio 138. Cối kim loại, thân là thân carbon. Ủa, cối carbon, thân kim loại nha. Đó, mô bin sống, đổ tay trái phải được hết nha. Rồi, combo là combo số 10 nha, giá 300.000. Combo số 10 nha quý anh chú bác. Combo số 10 giá 300. Rồi, tiếp theo lên cho quý anh em mình là combo mã số 11, cũng là cần rút mini nha. Combo này thì cán là cán mút. Đó, khác với mấy kia, kia cán cán liền, còn cán cán mút nha. Cũng là khoen sứ đá xanh. Cần cũng 1m65 nè, nó lua từ 5 đến 20g nha. Dạt 1m65, nó tải mồi 5 đến 20g. Nè, mấy chỗ này dính dơ đây nha anh em, nói chung là cái phôi cần đẹp lắm. Mấy vết dơ này về anh em rửa nước, anh em chùi sạch là sạch cái cần mình mới lại nha. Mấy hàng này em tuyển không á, máy 65 đó. Máy đây là con máy này gì đây, cũng con Ryobi CX3B nha, cũng size tầm khoảng 2000, ratio là 134. Đó, mô bin sống, lê hoạt động ngon lành. Đó, đổ tay trái phải được luôn nha. Thì nó có cái tem cái này thôi, nó bị khô keo nè, nó lọc đây nè. Cái này anh em dán keo lại giùm em, hoặc là trước khi gửi em sẽ dán lại cho quý anh em mình ha. Chích miếng keo vô đây là ngon lành. Đó, rồi combo số 11 giá 300 luôn nha anh em. Combo số 11 giá cũng 300. Rồi tiếp theo lên cho quý anh em mình là combo số 12, cũng vậy, cũng cần nè. Nó cũng rút mini và cái này gắn mút nha. Đó, cũng 1m65 luôn. Fan kim loại. Kim loại kháng mặn được đó nha anh em. Đó. Anh em chỉ cần câu nước mặn về, anh em nhúng nước một cái là nhúng nước ngọt là anh em dở lên là ok, khỏi cần làm gì hết. Đó, con máy này là con máy Daiwa nha, Daiwa SS Nova nha anh em. Daiwa SS Nova Super Sport nè. Đó, con này size cũng tầm khoảng 2000, màu đỏ. Bề ngoài con này mắc tem bên này nha. Đó, anh em thấy bề ngoài vậy thôi, cái cối nè, cá bơi bầy bầy luôn nè, đi câu bao mớm luôn. Đó, hình như con này cối to nè. Để em coi thôi, mấy dòng SS đó, thường thường Daiwa SS cối này sẽ to. Chính xác như em đoán đó nha. Cối to. Rất là ngon lành cành đào nha anh em chú bác mình. Đó. Rồi, combo số 12 giá 300 luôn nha. Đó, combo 12 300. Rồi tiếp tục chuyển qua combo dài nha. Đó, cái cần đầu tiên em gửi đến em mình cái cần Daiwa nha anh em. Cái Daiwa. Đó, cái Daiwa này đẹp lắm, cần đẹp máy cũng đẹp nữa. Đó, bắt máy là bắt máy Fuji luôn nha anh em. Fan cũng fan Fuji luôn. Cây này cây Daiwa. Nó dài 2m7 nè, sản xuất tại Korea xuất Nhật nha, cứng tầm khoảng 80 đến 100. 2m7 hai khúc nha, fan Fuji. Đầu bu nó có quấn chỉ gì nè. Nói chung này nó không ảnh hưởng gì nè, nó quấn chỉ nó giờ cố thêm thôi. Fan là fan Fuji nha anh em, hai khúc 2m7, cứng 80 đến 100. Con máy cũng vậy, máy này máy Daiwa luôn nha. Daiwa T1 con máy này tầm khoảng 5000 luôn nha anh em. Đó, em sẽ đưa con máy nó đi tương xứng đi cần về anh em mình câu nó sẽ thích hợp hơn nha. Đó, ratio 138 là con này là full kim loại. Tem mát thì đủ hết, size 5000 nha. Đây qua. Thông số cước thì cước số 5 vô được
khước số 5 vượt 220 m, khước số 4 280 m nha. Mô bin sóng và đây, gà lê hoạt động mạnh, ngon lành. Tổ tài chấp phải được hết nha, con máy rất là mượt mà. Rồi, combo số 13 giá 700 nha anh em. Combo số 13 giá 700 nha. 700.000. Tiếp theo, combo tiếp theo em gửi đến em mình là một cái cần. Đây. Đó, cái bắt máy nó còn cái tay cầm nó còn bọc bằng con nè. Đó, cây này dài là 2 m. Làm cho 2m4 quá. Nông thấy duy trên đây, thì cây này sẽ 2m4 nha anh em. Đô gạch nè. 2m4 2 khúc nha, nó cứng tầm khoảng 50 30 50. Đó, để coi khoen. Khoen theo hãng nhưng mà khoen tốt nha anh em. Khoen theo hãng, khoen tốt, chân khoen này nó không gỉ sét nè. Đó, cứng 30 50 2 khúc 2m4 nha. Đó, cây này em nghĩ chắc cây này là hàng China xuất nha anh em. Cái cần này em nghĩ là cần China xuất. Đó, 2 khúc 2m4 cứng tầm khoảng 30 50 và con máy này là con máy Ryobi Sinox nha anh em. Ryobi Sinox nha, con này mất in ra băng nội địa. Đó, con này size nó tầm khoảng 1.500-2.000. Đó. Bộ này anh em về anh em câu lăng xê được, câu lua được như em. Bộ này câu lua được nè, khá là nhẹ, máy rất là mượt, máy cũng chuyên lua luôn. Đó. Ryobi mất in ra băng nội địa nha. Thông số cước để coi, ratio là 152 nè. Cước số 2 vô được 100m, cước số 3 vô được 65m, cước số 4 vô được đó, cước số 3 vô đường 65m nha. Đó, con máy cũng còn ngon lành, tem mát đầy đủ hết. Rất là mượt mà, mô bin sóng đổi tay chấp phải được. Rồi, combo này thì combo số 14. Combo số 14 này em bán giá là 400 rồi nha anh em. Đó, combo 14 này em bán giá 400. Tiếp theo lên cho anh em mình là combo cái cần này là cái cần chắc 2 mét mấy đây. 2 mét 7 nha anh em. Cần 2 mét 7, 2 khúc 2 mét 7 nha. Cần rất là đẹp, bắt máy Fuji nha anh em. 2 khúc 2m7 bắt máy Fuji. Đây, tem nội địa nè. Tem này còn hơn giá bảo hành nữa. Cây này hàng của Ryobi nha anh em, 2m7 và cây này cái ngọn nó khá là mỏng nha, nó cứng tầm khoảng 10 15 thôi nha anh em. Đây, khoen cũng vẫn là khoen Fuji nha. Nè, khoen Fuji bướm luôn. Đó, mấy khoen này cũng là khoen Fuji. Nên thấy không, cái ngọn nó rất là mảnh. Đó, thì cây này em nghĩ anh em mình thích hợp anh em thứ nhất là câu cá nhỏ nè, hoặc là anh em câu tôm, anh em câu bè, những con cá mà anh em cần cái độ nhạy của cái ngọn cần đó, thì anh em cây này nhặt nè, cái ngọn rất là mỏng. Ngọn tầm ly thôi, ly ly mốt thôi nha anh em. Đó nên cây này cứng tầm khoảng 15 thôi. 10 15 của cần hay chi. Như vậy nha, cần rất là mới. Con máy đi kèm nó cũng vậy nè, em lựa con máy tương xứng, đây là con máy Daiwa. Con máy Daiwa ST700 nha, con này là full carbon. Thân này có chạy xước nè, full carbon toàn thân luôn, hàng Daiwa, như con Daiwa này, như Daiwa sa băng cái gì nè, để em coi luôn cho chắc đi, nhiều khi nói em bậy gửi tới nên lệch chút xíu cái anh em không chịu nữa, anh em bơm hàng em cái phí 2 triệu cái tội nghiệp chết luôn, con em nó đói luôn. Thái Lan nha, con này made in Thái Lan. Đó, này bắt máy Fuji tem vàng luôn nè, chúng ta bắt máy thường đâu. Con máy này size cũng vậy nha, tầm ST70, con máy này size tầm khoảng 1.000-1.500, em nghĩ chắc cỡ 1.500 nha nè, 1.000-1.500 gì đó, trong khoảng đó. Nó đổ tay chắc phải được hết nha. Đây. Rất là ngon lành nha. Rồi, combo là combo số 15 nha nè. Combo số 15, giá của mình là 450 nha. Và số 15 450. Tiếp theo luôn cho anh em mình combo. Tiếp theo. Đó, một cái cần. Đó, căng mút nha. Mút cầm bắt máy Fuji. Bắt máy Fuji xịn luôn. Cây này hàng cũng Ryobi nha anh em, cứng 30 2m4 nè, hàng Malaysia, sản xuất tại Malaysia nha. Sản xuất Malaysia xuất Nhật nha. Cái Ryobi cứng 30 2m4 là 2 khúc. Thì cái chỗ có mặt chỗ này thì nó bị trầy nước sơn bên ngoài nè, em có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường mình nè, em quay nè. Đó, nó xước một cái lớp sơn sọc từ đây nè nha. Sọc đến đây thôi. Đó, trên đây nó hết bị nha, nói chung không ảnh hưởng nha anh em, chỉ là cái lớp sơn bóng bên ngoài thôi, còn cái phôi rất là chắc. Cái này phôi cứng ngắc à. Phen này phen Fuji luôn. Đó, phen Fuji nha, cần nè. Đó, ngoại hình thì nó không được bắt mắt lắm, nhưng chất lượng khỏi phải bàn nha. Kể cả máy cũng vậy, cần cũng vậy nha. Ngoại hình thì nó không bắt mắt nhưng mà ngon lành.
Đó, con máy là con máy Shimano nha em. Đây, con máy Shimano con này cỡ 3.500, 3.500 4.000, ratio là 3:1. Ngoại hình là ngoại hình con máy cũng vậy nè. Nó chinh chiến nhiều quá. Rồi con máy ngoại hình nó gân guốc nè, gai góc nè, thấy không? Nè, con máy nó chinh chiến nhiều. Con này hàng Shimano. Đó, mua bên sóng. Còn full dây nha, con này nên mua lại được cuộn dây nè, cuộn dây còn khá là mới. Đó. Đây, rồi lê gạt động này. Đó. Cái con này có một cái khóa hai chiều chỗ này nè anh em thấy không? Nè, con này nó có bị đóng ten muối ăn chỗ này. Nó về cạo ra. Đây, với cái chỗ gạt khóa hai chiều nè, nó cũng bị muối ăn, nó bị ấy này ha. Vẫn còn gạt được nha anh em, bình thường nha. Nè, đó. Máy đổi tay trái phải được hết. Và khá là mượt. Đó. Combo này máy cỡ 4.000 đó nha anh em. Combo này khá là xứng, cần cũng vậy. Cần cũng chinh chiến nhiều, máy cũng chinh chiến nhiều nha. Và cây này anh em về anh em câu chắc xác cá là dành cho những anh em mình câu nước mặn đồ, mà với anh em đi câu mà quải làm năm bảy cây chục cây rồi đó, kèm theo mấy cây này thì anh em về câu cá tra, cá bông, con có dứa rồi cũng được, ok này ha. Giá rẻ, combo này mã số 16, giá 450 nha anh em. 16 450. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình một combo là combo bạo lực nha anh em. Cần là cần hai khúc 2m6 nha anh em. Cây này 2 khúc 2m6 nha. 2 khúc 2m6. Đó, chất liệu là phíp nha, phen anh em nhìn nguyên bộ phen rồng rọc hết nè, tất cả cái đầu bu nè, bu rồng rọc xay luôn nè. Phen cũng phen rồng rọc nè. Đó là anh em biết cây này phải dạng vừa nha. Đó, nguyên cái cây này cái người chơi sử dụng trước họ rảnh lắm. Họ ngồi họ lấy chỉ nè, họ quấn nguyên cây cần nè, quấn từ dưới gốc quấn lên, quấn cả ngọn, quấn cái này luôn ha. Nó rảnh lắm á. Đó. Nha, nói chung rất là rảnh nha, cây này cứng cả 150. Cây này đều cứng tầm khoảng 150, ngọn to chà bá, ngọn này 5 ly đổ lên, ngọn cũng đằng đầu đũa bự hơn đầu đũa ăn. 2 khúc 2m6 nha. Đó, và lưu ý giùm em nha, cái người Nhật, cái người trước họ rảnh là họ ngồi quấn nguyên cây cần đó, mình cần mình rất đẹp nha. Con máy này cũng vậy. Con máy này size nó cả 5.000, 5.000 6.000. Tương xứng với cần vừa quấn bao lực nha. Con máy này hàng của thằng gì đây nè? Yuno Fishing gì nè, C2000. Size thật nó cả 5-6.000 nha anh em. Cái này chắc hàng Ruby quá. Đó. Cối là thân kim loại nè, cối là cối carbon nè. Đó, mua bên sóng. Rồi lên một đồng mạnh đổi tay chắc phải được hết nha. Đó. Mấy con này về câu cá lớn, câu sông rồi mới sướng nè. Ngon lành cành đào như anh em chú bác mình. Đó, combo này mã số 17 giá 600 nha. Giá 600 chắc chỉ nhỉnh bằng cây cần thôi. Mà combo này bán giá 600 mã số 17 luôn nha anh em chú bác mình. Chỉ cần này phải 5-600 rồi, nhưng mà bán combo thì bán theo kiểu như vậy, mã số 17 600 nha. Rồi tiếp theo thôi anh em mình cũng vậy nè, tiếp theo cái cần này là cần 3 khúc nha nè. Cái này cái 3 khúc. Nó khoen Fuji luôn nha. Bộ khoen của khoen Fuji cần này khá đẹp, bắt máy Fuji tâm vàng. Cái này hàng của Suzumi nè. Suzumi và cây này nó cứng 120 và cứng 150 luôn nha, 2m7 nha, 3 khúc cứng 150 luôn, tất cả được khoen Fuji. Cây này thì ngoại hình đẹp. 3 khúc nha. Máy Fuji tâm vàng hàng Suzumi. Máy cũng vậy, đây là con máy Daiwa. Daiwa Longcast ST8500B, con này size máy này size khoảng 4.000 nha anh em. Có trầy nhiệt, trầy mẫn nè, thấy không? Đó. Nhưng mà nội thất bên trong thì thâm hậu nha, nội thất còn rất là ok. Thông số cước thì cước số 2, cước số 4 200m, cước số 5 150m, cước số 6 120m nha. Mua pin sóng. Rồi đây hoạt động ngon lành, con này hàng nội địa nha anh em, made in Japan. Đó, ngoại hình thì nó nhìn hơi cũ thôi, chứ còn quay thì mượt mà và chưa gơ lắc luôn. Đổi tay trái phải được hết nha, combo này rất là xứng. Mã số 18 giá 700 nha anh em, combo số 18 700. Rồi combo cuối cùng trong video này, em gửi cho em mình. Đó, combo cũng là cần 3 khúc nha. Cây cần thì nói chung cây này thì đây, ngoại hình te tu tươi tả nha anh em. Xước nước sơn bên ngoài rất là nhiều nha. Nhưng mà chất lượng thôi thì khỏi phải bàn, còn rất ok, cây này cũng hàng của Ruby nè. Đó, dành cho anh em chú bác mình không quan tâm ngoại hình nha, chỉ quan tâm chất lượng câu ấy thì cây này nha. Đó, cây này cứng 50 27 3 khúc nè, hàng made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật, hãng của Ruby. Đó, chạy sức nhiều, anh thấy không? Nè.
nguyên cái nước sơn đi chùi lũi vô này này, chắc nó để trên đá chứ trên cái thành thành bè thành thuyền nó không giữ gì đâu, gần đá nó mới tróc nước sơn này ha. Đó, ngoại hình vậy thôi chứ không lỗi lầm gì hết nha anh em. Fan này con fan Fuji, bắt máy Fuji đàng hoàng, ba khúc 2m7 cứng 50. Con máy cũng vậy nè, con máy này là con máy Ryobi nè, con máy này full carbon toàn thân luôn, máy size tầm khoảng 5.000, full thân cối gì tay quay carbon hết. Đó, ngoại hình đẹp nha anh em, mua bên sóng. Đó, độ tải chắc phải được. Và con này chỉ bị điểm trừ là chỗ cái nút cái gạt khóa hai chiều nè, nó bị bể nè, mà anh em vẫn gạt bình thường đây, nó chỉ mất thẩm mỹ chỗ này thôi. Đó, đó, rồi combo là combo số 19 giá 350 nha nè. Đó, combo 19 giá 350, đó là tất cả những hàng hôm nay. Thì anh em nhanh tay nha, chốt đơn thì vui lòng chốt qua số điện thoại Zalo của em là 0919192035 em doanh nghiệp nha. Em không chốt đơn dùm lượng YouTube thì mong quý anh em thông cảm cho em. Rồi, xin chào tất cả mình, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin chào.